Hello, xin chào đại gia đình nha. Hôm nay mình tiếp tục đi bẫy cua đất các bạn ơi. Lâu quá rồi mình không bẫy cua đất nha các bạn. Bữa nay mình bẫy cua đất lại cho các bạn xem nha. Lâu quá lâu rồi, không gài cũng mấy tháng rồi mình không có đi bẫy cua đất. Anh em cũng yêu cầu mình đi bẫy cua đất. Nhưng mà mình không có mình gặp bầy cua lửa mình lo mình bẫy cua lửa hoài à. Thôi bữa nay mình bẫy cua đất cho anh em xem nha. Mình chải lưới ở đây nè các bạn. Cắm đầu dưới nước luôn các bạn ơi. Một con các bạn ơi, té luôn nha, cắm đầu xuống nước luôn nha bạn. Việc con cua cắm đầu xuống nước bạn ơi. Yếu. Đây một con bạn ơi, một con nữa nha. Đó. Luôn nè bạn ơi. Đây, cua này quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Cua này đẹp ghê luôn nha bạn. Thấy không? Quá trời đẹp luôn nha bạn. Nè. Lông đuôi coi nè. Đó. Còm nè. Quỳ gái đồ đẹp quá trời luôn nha các bạn. Con này đúng đẹp nha. Giờ cái máy mình hết pin rồi bạn ơi. Để chiều mình quay thành quả cho các bạn xem nha. Giờ máy mình còn ít quá không quay hình quả cho các bạn được. Để chiều mình quánh xong rồi mình quay hình quả cho các bạn xem nha các bạn. Đấy. Thành quả của anh em mình đây bạn ơi. Được có 6 con cua đất rồi nha. Con cua đẹp đẹp à các bạn ơi, còn như cua xấu không à nha các bạn, cua xấu không à. Cua tơ tơ không à. Đó. Cua tơ không à, có mới cua mới cái chuyền chuyền không à, mà bầy cua này thì nói chung là nó cũng kêu dữ lắm các bạn. À, đây có con cua này đẹp nè, được được thôi chứ chưa có đẹp mấy nha các bạn. Đó. Thấy không? Đó. Con này là cũng được thôi chứ chưa có đẹp mấy. Đó, các bạn thấy không? Anh quay kỹ cho các bạn xem nha. Đó.
gồm đau khổ. Khó thấy quá. Như vậy khó thấy quá bạn ơi. Đây 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 nữa đây đây đây. Thấy không? Đó. Cũng được lắm, có con này cũng được lắm nha các bạn. Cũng xin kết thúc clip đây luôn các bạn ơi. Nếu các bạn thấy hay thì có cho một like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.